Bác Đức ở Ninh Bình có câu hỏi rằng là hiện nay trên thị trường của chúng ta đang có rất là nhiều những loại sản phẩm sát trùng, thì anh Hùng có thể là chia sẻ với tất cả mọi người rằng là cái dòng sản phẩm sát trùng nào mà hiệu quả nhất và an toàn nhất trên thị trường hiện nay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bác Đức ở Ninh Bình. Thật ra thì trên thị trường hiện nay đúng là rất là nhiều loại sát trùng. Tuy nhiên là bà con nên là những người tiêu dùng thông minh hãy lựa chọn những cái sản phẩm thuốc sát trùng nó an toàn với sức khỏe của con người và con vật. Thứ hai nữa là nó có thể tiêu diệt được hầu hết các cái loại vi khuẩn virus. Thì trên tay tôi đây chính là cái sản phẩm Benzacid của công ty cổ phần thuốc thú y TT. Đấy, đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời, khi mà anh chị phun ra thì không có hiện tượng ăn mòn kim loại, không ảnh hưởng đến sức khỏe người và vật nuôi. Và một lít này anh chị hòa cho tôi với 1.000 lít nước, anh chị phun cho tôi. Tốt nhất là anh chị sử dụng thường xuyên định kỳ một tuần 2 lần. Anh chị nên phun vào cái giai đoạn từ tầm 11 giờ trưa cho đến khoảng 2 giờ chiều. Đây là cái giai đoạn mà khô nhất, thì cái khả năng tiêu diệt vi khuẩn và virus nó là tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi của bác Đức ở Ninh Bình. Và anh chị ơi, nếu như mà anh chị nào mà chúng ta đang rất là băn khoăn không biết nên lựa chọn những cái dòng sản phẩm sát trùng nào, thì đây là một trong những cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều đã xem hết buổi video của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.